để tẩy uế cho nó. Những người buông thân bán thể như nó chẳng mang điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Ít ra thiên linh cái cũng làm cho cái chết của nó có giá trị. Dạ, cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây chung vui vợ chồng chúng tôi. Có thể trong mắt mọi người Sỏi là một cô gái câm điếc bình thường, nhưng đối với tôi, Sỏi là một người rất đặc biệt. Sỏi đã cùng tôi chữa bệnh cho Yến và Sáp. Tôi tin một ngày nào đó Sỏi sẽ trị bệnh cho tất cả mọi người ở đây. Hãy cùng ly cùng vợ tôi Thủy Ngân. Cho nó. Những người buông thân bán thể như nó chẳng mang điều gì tốt đẹp cho cuộc đời. Ít ra thiên linh cái cũng làm cho cái chết của nó có giá trị. We'll be right back.
chọn con để kế tục ta. Chúng ta công việc của vật thế vô tội. Asato ma sa gamaya Hittiu ma ambitam gamaya Asato ma sa gamaya Asato ma sa gamaya Hittiu ma ambitam gamaya Hittiu ma ambitam gamaya Hittiu ma ambitam gamaya Hittiu ma sợ thì bộ phim lại còn nói về tâm linh nữa. Mà trong phim này thật sự vấn đề tâm linh nó khó nói, nhiều khi mình không diễn đạt được, có nhiều cái đó mình không nói ra được. Phải kiếp, phải tất cả khổ đi vật lộn với thời tiết, với những điều gì mà mình bất khả kháng, cũng phải lội xuống cùng trời mưa. Rồi chỉ con nước nó lên quá không được. Và tính là người bị rất là nhiều cảnh chạy trên con đường rồi lao xuống hố đào trong hầm rồi chôn mình trong bụng nhiều thứ. Và bản thân nói chung thì 50% là mình suy nghĩ về tâm linh và 50% là mình cũng phải nghĩ về khoa học, nó cũng đều có cái lý do hết. Nhưng mà khi mà Nhung quay cái phim này á thì Nhung nghĩ chắc là Nhung mất tâm 10% về khoa học rồi. Thật ra có những cái cảnh quay mà cúng kiến, mình cảm giác như là gọi hồn vậy đó, thì nó rất là nhiều chuyện xảy ra không quay được, hoặc là ở đâu đó có những cơn gió mà tới mà gọi là dập tắt những cái ngọn đèn của bên thiết kế để không cho mọi người quay. Mọi người set xong hết rồi, mỗi lần hô quay là đèn lại tắt hết. Nhung và Tuấn cũng như là tất cả mọi người, và mỗi lần quay là mỗi lần phải thân phải sinh ở nơi đó, tại cái vùng đất ở Châu Đốc rất là luân thiên. Thì cái này là sự thật chứ không phải là ở đoàn phim nói để cho mọi người sợ đâu, sự thật 100%. Khi mà xét ra ngoài quay ngay cửa hang á, thì cứ mỗi lần mà xét ra tới đó chuẩn bị bấm máy, khi mà rehearsal thì không có gì hết mà chuẩn bị bấm máy là mưa giông kéo tới, xong mọi người dời vô trong thì nó lại tạnh, xong xét ở trong nó lại thấy nó tạnh mưa, dời ra lại cũng tạnh trong xuôi hết, nó lại mưa nữa. Khi mà bà thấy mình thắp nhang bà mới kể là ngay cái chỗ đó ngày xưa là em chồng của bà chết cái đuối ngay cái chỗ đó luôn. Còn mà cái vũng sình mà phía ngoài kia mà Yến được sỏi cứu á, mà giấu dưới giống sình á, thì chỗ đó là con của chủ nhà chết chỗ đó luôn. Cảm ơn anh Cường. Anh đúng là người bạn tốt, có gì đâu chứ. Tiểu An.